Đấy. Ông tổ của sự bền bỉ luôn. Đấy, giá tiền thì chỉ có 252 triệu đồng mẫu xe Honda Civic. Bên cạnh đây cũng là một mẫu xe Honda Civic, con này thì sản xuất 2008. Con này thì động cơ 2.0, nó là bản đủ, đeo biển kiểm soát 29A22631. Giá tiền của chiếc Honda Civic 2008 số tự động, động cơ 2.0 gãy số trên bô đăng, xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng này. Bên em đang chào bán con này với giá là đâu đó là chỉ có 255 triệu đồng. Đấy, 255 triệu đồng. Đấy, con này bản đủ thì nó đắt hơn bản thiếu các bác nhá, con 1.8 thì nó là bản thiếu. Gãy số trên bô đăng này. Đấy. Nội thất rất là tươi, 255 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe Honda Civic 2008, động cơ 2.0, xe tư nhân gia đình sử dụng luôn. Đăng ký 5 chỗ ngồi các bác nhá. Đấy, mang nước sơn màu đen, đeo biển kiểm soát Hà Nội, mẫu xe Honda Civic. Đấy. Và bên cạnh đây là một mẫu xe, cũng là mẫu xe Honda Civic các bác nhá. Honda Civic 2000, con này 2007. Em có 3 con 2007, 2008, 2009 các bác nhá. Honda Civic động cơ của nó là, con này nó là động cơ của nó là 2.0. Con này thì đời thấp hơn, đời 2007. Em có 2 con động cơ 2.0 và một con động cơ 1.8. Con này thì bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng. Đấy, lọc cho các bác 5 triệu, lấy tròn các bác 240 triệu đồng. Có bao hồ sơ luôn cho các bác. Nội thất ghế da này. Đấy, ghế da vẫn là ghế da xịn các bác nhé. Túi khí an toàn. Đấy, rất là ok. Mẫu xe Honda Civic. Vâng, thương hiệu của Nhật Bản. Dòng này thì đi rất là bền và lành, không hay ổng vặt luôn. Giá tiền thì bên Hoàn Nghị đang chào bán với giá là 245, lọc cho các bác 5 triệu, lấy các bác 240 triệu, bao hồ sơ, bao luôn cả vận chuyển cho các bác luôn. Đấy, bao xe không lỗi các bác nhá. Đấy, xe không lỗi luôn. Đấy, rất là đẹp. Đeo biển kiểm soát Hà Nội, đây là một mẫu xe Hyundai Avante. Hyundai Avante có năm sản xuất 2012, mang nước sơn màu trắng ngọc trai, biển kiểm soát 30A76262. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. Vâng, bản sedan 2 đầu. Đăng kiểm đến tận tháng 6 năm 2024. Đăng kiểm như dài như cầu Thanh Trì, có cả cửa sổ trời. Giá tiền con này thì bên em đang chào bán với giá là 292 triệu đồng. Trang bị 2 túi khí an toàn, màn hình Android cam nồi đầy đủ các bác nhé. Đấy, xe tư nhân chính chủ mà lại còn biển Hà Nội. Đấy, biển Hà Nội các bác nhé. 5 chỗ ngồi các bác này. Nội thất thì rất là ok, rất là đẹp luôn. Sơn si thì màu trắng ngọc trai. Vâng, một mẫu xe Hyundai Avante, mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhé. Honda Civic sản xuất những năm 2008. Con này nó là số sàn, động cơ 1.8 này. Đấy, số sàn các bác nhé. Con này chỉ với 160 triệu đồng thôi. Đấy, 160 triệu đồng quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe thương hiệu Nhật Bản. Đấy, dòng này thì đi rất là bền và lành các bác nhé. Đấy, máy móc thì rất là ok. Nội thất này các bạn này. Nội thất ghế da. Đấy, rất là đẹp. Đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, với chỉ với 160 triệu đồng quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe Honda Civic. Đấy, động cơ 1.8 máy xăng. Đấy, số sàn. Xe tư nhân chính chủ biển Phú Thọ. Đấy, 19A các bác nhá. 10883. Đấy, một mẫu xe Honda Civic sơn si màu đen. Đăng ký 5 chỗ ngồi. Mẫu xe Hyundai Avante sản xuất những năm 2012, biển kiểm soát Hà Giang 23A05377. Một mẫu xe Hyundai Avante 2012, mang phiên bản số tự động, động cơ 1.6. Đấy, con này thì bên em đang chào bán với giá là 292 triệu đồng. Đấy, lộc lá cho các bác 5-10 triệu khi các bác đến xem xe trực tiếp luôn. Một mẫu xe Hyundai Avante sơn si màu đen. Vâng, có cả cửa sổ trời. Đấy, giá tiền thì chỉ có 92 triệu đồng. Đấy, lộc lá cho các bác 5-10 triệu khi các bác đến xem xe trực tiếp luôn. Xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. Con này thì keo chỉ zin và máy số zin luôn. Đấy, keo chỉ zin, máy số zin. Đăng ký 5 chỗ ngồi. Nội thất ghế da xịn luôn các bạn này. Ghế da xịn các bác nhé. Đấy, mẫu xe mang nước sơn màu đen. Vâng, mang biển kiểm soát Hà Giang. Rất là đẹp luôn. Và mẫu xe Hyundai Avante 2011 số tự động. Con này động cơ 2.0 thì máy của nó to hơn là động cơ.